Hello. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nai Nai Kit. Hôm nay chúng ta cải trang như thế này là để làm gì? Talk show chơi chứ không có gì để tâm làm sự nha. Bốn phương. Tâm sự bốn phương rồi cái kiểu. Chứ gần như không có không gì để làm hết. Chứ cũng tính đi về rồi thôi mới đó. Ủa ghê vậy? Đúng là xã thủ. Ui. Trời ơi. Một tay luôn các bạn. Chụp luôn. Bỏi luôn bịch vậy là làm sao ăn hả? Là ăn đúng không? Chị kia là để là ăn đó. Thử thách ăn. Ăn, rồi. Nhưng mà ăn là ăn sao đưa tới 2 bịch luôn. Nhiều lắm, cái này nhiều lắm, mười mấy chục cây rồi. À là ăn hết luôn á? Hay là sao? Thôi cứ ăn hết đi. Thì cứ ăn. Bây giờ là mình ăn đua đi. Bây giờ ăn đua trong ai ăn trước, người ta thắng, ai ăn xong trước người ta thắng. Rồi. Còn là trong thời gian, thôi giờ gì cho nó nhanh. Trong 3 phút tụi mình ăn được, ai ăn được nhiều hơn người ta thắng. Rồi, trong 3 phút thôi nha. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ có thử thách mới là do cái bịch kẹo chọi vô mặt này. Là trong 3 phút ai ăn nhiều hơn người đó thắng. Bây giờ bắt đầu làm thôi. Chuẩn bị chưa? Thôi bây giờ xé ra trước nha. Nhưng không được xé cái kẹo nha. Rồi, ok. Xé cái bịch thôi. Bây giờ tụi mình sẽ khui hả? Khui bịch. Cả một đống luôn, nguyên cây bao đẹp luôn. Rút ra nè. Ồ, giống rút kiếm vậy. Đây, chúng ta đã chuẩn bị được một ly nước mát lạnh sảng khoái thông mát cổ họng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. 3 phút 3 giây. 3 giây này đã chuẩn bị dùng cái điện thoại xuống đó. 3 phút 3 giây sẽ được phép bắt đầu. Vô nghe 3, 2, 1. Cái gì mà? Cái gì mà buộc, cái gì mà buộc, giữ gì? Trời nó dẻo quá. Chưa lột được nữa là nó ăn. Chắc tới các bạn. Xé luôn. Sợ cái kẹo đau. Đau đúng không? Chứ khai cũng thắng hơn à. Ừ tên nó. Trời ngọt, ngọt. Toàn là đường sugar. Còn là sugar. Đường là đường ăn chứ không phải đường phố nha. Bốn giờ. Một, hai, hết rồi. Nghe ăn được một cục trong miệng. Đúng rồi, nghe. Rồi, bây giờ chiến thắng đã thuộc về Nghi 1-0. Trò chơi kế tiếp sẽ là mình bà ra. Đó chính là bảnh trụ thì ai thua sẽ nhét một cục trong miệng nhưng không được nghe. Nhét cái nào đầy miệng thì không. À, chắc bị bên đi đúng không? Ừ, okay. Cái này được nè. Vòng 2. Chúc bị bên đi phiên bản kẹo ngọt sẽ phải bắt đầu. Ok, xem xong đi hả? Ok. Ba. Anh lúc trước không? Một việc ơi, không được nhai. Ê, không có, anh nhét vô trong tay. Ok, không được nhai. Rồi. Ba. Không được nhai nha. Cái gì nó lớn quá. Thằng quá. Trời ơi, cái gì nó lớn vậy? Ai kêu thắng chi? Đọc. Đọc. Nốt đẹp. Nó nghe viên kẹo lớn không ạ? Chưa có gì hết, mới 2 viên khóc rồi. Hãy khóc đi đừng ngại. Mới 2 rồi, chưa 3 nữa, 2 đứa kìa. 3 vậy đó. Dạ. Đúng. Ôi mà. Không, còn mỗi đứa một cây rồi. Anh còn sống nè, chét hết là trong lòng đi. Tôi lấy cục bự. Ngon. Xong.
Bây giờ nói hết được rồi. Nghe mới nói chuyện nữa. Bây giờ kiểu như tai hoa. Cứng họng á, cái này gây ra gọi là cứng họng. A few moments later. Đừng ngỡ luôn. Cái anh không vừa hỏi hả? Cái anh không vừa hỏi. Cái gì vậy? Cái gì? Triple kill. Qua kill. Tao có kill vô. Cùng mày là bên ta luôn không? Mà muốn qua ta à, chết một kia, qua một kia, bên ta kia, bên ta kia, qua ta kia, không biết thật rồi, còn nói được không sao, bên ta luôn đi, chắc chắn, bên ta, trời ơi. Bị mình kết cái bên ta. Nó tràn ra tới mép môi luôn á má ơi. Ồ, chịu không? Chịu thôi chưa? Em chịu thôi chưa? Không chịu rồi, giờ tôi đi tiếp. Nhi nhất rồi, các bạn ơi, mình chiến thắng. Và dòng thứ ba cũng là dòng cuối cùng, dòng quyết định, đó chính là cách xếp kẹo. Ở đây có một cái ly không quá to cũng không quá bé. Ở đây chúng ta mỗi người là còn đúng 8 cái kẹo. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải xóc kẹo lên, xóc được càng nhiều kẹo thì càng tốt. Và ai làm rớt viên kẹo xuống đất trước, người đó sẽ là người thua. Và người thua thì... là đằng cuối rồi đúng không? Biết đúng không? Là người thua thì lúc sau biết. Bây giờ chỉ cần xếp kẹo, xếp càng nhiều kẹo càng tốt. Mà rớt kẹo xuống là thua. Rồi ok. Rồi ok. Bây giờ không có tính thời gian, chỉ cần rớt kẹo là thua. Chỉ xóc kẹo thôi chứ không phải ăn đâu đấy. Không có cần ăn. Rồi. Rồi. Chuẩn bị chưa? Ok. 2, 1, bắt đầu. Vô. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đây đâu phải cần nhanh hay gì đâu, chỉ cần rớt là thua. Chủ yếu rớt là thua thôi, không cần nhanh. Chỉ là kỹ thuật. Có kỹ thuật. Đây là nói về tính cẩn thận. Làm gì cũng vậy, phải có kỹ thuật. Đó, kỹ thuật lắm thưa các bạn, rất là kỹ thuật. Nhưng mà em có kỹ thuật riêng của em. Kỹ thuật riêng của em sao bạn? Kỹ thuật riêng của anh được. Anh có mẹo đó. Ok, tùy. Coi thua biết tiền. Lường dài mới biết ngựa hay á, phim hay chờ đến đoạn kết 30 chứ phải là Tết á. Lường dài mới biết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết 30 chứ phải là Tết. Coi là nó không chịu rời xa bạn nó hay sao. Em rút lên ba cục lên luôn. Cục này phải tỉ mỉ á các bạn ơi. Tới rồi. Mày ra coi. Luôn liếc mạng rồi. ba chửi luôn kẹo luôn. Đây là đoạn kỹ thuật của em, anh không được nhìn. Trời ơi, thấy ghê quá à. Làm như kỹ thuật ghê lắm gì em, không được nhìn đồ. Thế là biết được nhìn. Không được nhìn rồi. Đây thôi, kỹ thuật của bà hay sao vậy? Đây là kỹ tưởng gì? Kỹ thuật... Ủa mà là kỹ thuật gì vậy? Kỹ thuật là mà nói được. Khi nào tuyên bố, chắc chắn người nào là người thắng cuộc em. Giờ phải là từ từ nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ có thể làm đổ bể bất cứ lúc nào. Nhi đổ rồi. Nhi đổ rồi. Nhi đổ rồi. Yeah. Chưa thầy nữa. Ôi. Được rồi. Kỹ thuật. Win. Xong rồi. Nhi thua. Mà Nhi đã thua. Để Nhi sắp xong cái tại nguyện đi. Ha. Cho tại nguyện cái ly đẹp của mình Nhi đi ha. Rồi ok, thôi không? Mặt thua rồi thì hình phạt cho Nhi đây. Hình phạt cho Nhi sẽ là ăn hết tấm kẹo tôi giết không liền.
đổ hết đống kẹo này vô họng của anh. Oh my god, to hơn kìa. Wow, to hơn nữa. Hey.